Chú cầu mưa Long Vương, kỳ vũ Long Vương chú. Sư cô hàng trì của Vạn Phật Thánh Thành giới thiệu. Đối với trái đất của chúng ta, mùa hè năm 2021 là một mùa tai họa đồng thời của nước và lửa. Khắp nơi trên thế giới đã có nhiều nơi chịu ảnh hưởng bởi những vụ hỏa hoạn lan rộng hay những trận lụt gây tai họa. Gần đây, sư cô hàng trì trong một vài lớp học trực tuyến được bảo trợ bởi chương trình nới rộng của Đại học Phật giáo Pháp giới đã giới thiệu chú cầu mưa Long Vương, kỳ vũ Long Vương chú. Là bài chú sư cô học từ Hòa Thượng Tuyên Hóa khi Ngài dạy bài chú này cho các đệ tử vào thập niên 70. Lúc đó, tiểu bang California đang chịu một cơn hạn hán dài 2 năm. Hòa Thượng Tuyên Hóa đến thành phố San Francisco từ Hồng Kông vào năm 1962 và thiết lập tu viện Kim Sơn Thánh Tự ở San Francisco vài năm sau đó. Vào năm 1969, nhóm đệ tử đầu tiên của Ngài trở thành các tăng ni Phật giáo thọ cụ túc giới, tức là toàn giới. Sư cô Hằng Trì là một trong số 5 đệ tử đầu tiên đó. Vì sau vào năm 1976, Hòa Thượng Tuyên Hóa thành lập Vạn Phật Thánh Thành và nơi này trở thành tu viện chính dành cho các đệ tử theo truyền thống Đại Thừa của Ngài. Và nơi này cũng là trụ sở của Tổng hội Phật giáo Pháp giới và của Đại học Phật giáo Pháp giới. Hòa Thượng Tuyên Hóa viên tịch vào năm 1995. Sư cô Hằng Trì hiện nay là chủ tịch của Hội đồng Quản trị Đại học Phật giáo Pháp giới và cũng là một giáo sư danh dự tại Đại học Phật giáo Pháp giới. Sư cô Hằng Trì là một nữ tu sĩ Phật giáo thọ cụ túc giới đến nay đã 52 năm. Trong vài tuần qua, trong những buổi nói chuyện về Phật Pháp và các lớp học trực tuyến, sư cô Hằng Trì đã dạy về chú cầu mưa Long Vương, kỳ vũ Long Vương chú. Chú này có thể tìm thấy trong sách Thiền Tông Nhật Dụng, chỉ ra rằng chú này hữu dụng để kêu gọi các vị vua rồng điều chỉnh lượng mưa. Do đó, việc sướng tụng chú này có khả năng mang lợi ích toàn cầu cho nhân loại vào lúc này. Sự hiệu quả của chú này có bằng cớ rõ ràng vào thập niên 1970, khi California cũng bị hạn hán nghiêm trọng. Lúc đó rất cấp thiết cần có mưa. Có một băng ghi âm của Hòa Thượng Tuyên Hóa kể lại đầy đủ câu chuyện về một pháp hội cầu mưa tổ chức ở thành phố San Francisco trong thời gian đó. Được tổ chức bởi tu viện Kim Sơn Thánh Tự. Và lúc đó, Vạn Phật Thánh Thành vừa mới được mua xong, nhưng đa số đệ tử vẫn còn tu ở viện Kim Sơn Thánh Tự, bởi vì Vạn Phật Thánh Thành vẫn còn đang được sửa sang chuẩn bị cho người vào cư trú. Vào tháng 2 năm 1977, sau 2 năm hạn hán liên tiếp, các tăng ni và cư sĩ tại tu viện Kim Sơn Thánh Tự đã lập một đàn cầu mưa tại công viên Kim Sơn, thành phố San Francisco để cầu mưa. Cộng đồng tu viện Kim Sơn Thánh Tự bao gồm các tăng ni và các cư sĩ đã sướng tụng chú cầu mưa Long Vương này. Có một số đông người đi ngang qua đã để ý đến sự kiện đặc biệt và có ý nghĩa này. Họ đã đến tham gia sướng tụng chú. Thêm nữa, lời kêu gọi ban đầu cho những gì cần có ngay bây giờ cũng thỉnh thoảng được nói lên gửi đến các vị vua rồng. Pháp hội Phật giáo cầu mưa này có thể chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ và không nghi ngờ gì nữa đã bị những người xa lạ với đạo Phật phê phán như là mê tín và không thể làm được. Pháp hội cầu mưa này kéo dài suốt ngày cho đến 7 giờ tối. Trời hôm đó vẫn còn nắng, không có chút mây nào cho tới trưa hôm sau. Rồi bất ngờ những đám mây đen tụ lại cùng với sấm sét. Bỗng nhiên một cơn mưa lớn đổ xuống toàn bộ khu vực. Thật kinh ngạc, cơn mưa đột ngột này làm cho nhân viên đài khí tượng bối rối. Nhưng Hòa Thượng Tuyên Hóa đã giải thích với chúng tôi rằng đây là một sự việc cảm ứng đạo giao. Tâm của những người cầu mưa thật chân thành, quá chân thành, đến nỗi các vị vua rồng đã cảm động phát lòng từ bi, ban mưa xuống, trong khi lúc đó chưa phải lúc mưa để cứu chúng sanh. Cơn hạn hán do đó đã kết thúc. Sự việc này giấy động tin tức truyền thông ngắn ở San Francisco.
các nhà báo và phóng viên đã tìm kiếm phỏng vấn các tu sĩ và các người tham dự khác trong sự việc cầu mưa. Có người gọi đó là phép lạ. Và sư cô Hoàng Trì là một thành viên tham gia và phát hội cầu mưa năm 1977. Sư cô nhớ sự việc rất rõ. Sư cô cũng nhận thấy những thảm họa thiên nhiên to lớn trên toàn thế giới ngày nay, bao gồm cả những vụ cháy rừng lớn và những đợt hạn hán nghiêm trọng, cùng với những trận lũ lụt khủng khiếp là tệ hại nhất trong hàng trăm năm qua. Sư cô cho rằng những tai họa này là hậu quả của việc con người chúng ta phạm sai lầm, gây hại cho môi trường, và chúng ta không phải là những người chăm sóc tốt trái đất. Sư cô Hằng Trì nói, những tình trạng mưa quá nhiều hay quá ít đều liên quan đến chúng ta, những con người sống trên trái đất này, hay gọi theo Phật giáo là thế giới Ta Bà. Phật giáo nhận ra rằng loài rồng kiểm soát lượng mưa, nên chúng tôi hy vọng rằng loài rồng có thể giúp chúng tôi sửa chữa hậu quả của những sai lầm của chính chúng tôi, để chúng tôi có thể trở về trung đạo và đạt được sự quân bình. Nếu có quá nhiều mưa, chúng tôi hy vọng các vị rồng có thể giúp ngăn chặn mưa. Nếu có quá ít mưa, chúng tôi hy vọng là các vị rồng có thể đem cho chúng tôi một ít mưa. Khi Hòa Thượng Tiên Hóa dạy mọi người về chú cầu mưa Long Vương, Ngài chỉ dẫn họ thêm câu, lời kêu gọi ban cho những gì cần có ngay bây giờ để cầu mưa. Nhưng ngày nay, những gì chúng ta phải đối mặt trên thế giới là những biến đổi khí hậu cực đoan trên toàn cầu, nơi mưa và hạn hán đang phá vỡ sự cân bằng của tự nhiên. Do đó, sư cô Hoàng Trì đã thay đổi lời kêu gọi cho phù hợp. Khi sướng tụng chú cầu mưa Long Vương, lời kêu gọi đã được thay đổi này có thể đi kèm với bài chú, chú cầu mưa Long Vương. Án Đa Điệt Tha, Sa La, tất lợi, tô lô, Na Cà Nam, đồ bà, thị bì, thụ phù, già la, chí lợi, chu lậu, ta bà ha. Phần tụng được dạy bởi Hòa Thượng Tuyên Hóa cùng với lời kêu gọi là như sau. Án Đa Điệt Tha, sa la, tất lợi, tô lô, Na Cà Nam, đồ bà, thị bì, thụ phù. Dừng lại đây và nói lời kêu gọi, nguyên văn lời kêu gọi. Do Phật thần lực, chư đại Long Vương hãy mau đến đây trong diêm phù đề giáng nhuần mưa lớn. Khi kêu gọi xong thì sướng tụng phần còn lại của bài chú, già la, chí lợi, chu lậu, ta bà ha. Bản sửa đổi của sư cô Hoàng Trì là như sau. Án Đa Điệt Tha, sa la, tất lợi, tô lô tô nô, na cả nam, đồ bà, thị bì, thụ phù. Dừng lại đây và nói lời kêu gọi được sửa đổi lại. Chư Phật Bồ Tát Đại Lực Long Vương hãy đến từ giám nhân loại ích kỷ phá hoại địa cầu, khí hậu hóa ác, nay thỉnh rồng thánh cứu thế giới này, hồi phục mạnh mẽ, tiếp tục sanh mệnh, gió thuận mưa hòa, nhiều thì giảm bớt, thiếu thì tăng thêm, đột lớn thối lui, khô hạn thêm mưa, nhân loại địa cầu giữ gìn trung đạo. Khi lời kêu gọi đã được sửa đổi này nói xong thì sướng tụng phần còn lại của bài chú, già la, chí lợi, chu lậu, ta bà ha. Trong suốt lịch sử đã có nhiều ví dụ về các vị cao tăng đại đức đã cầu mưa hay tuyết cho chúng sanh trong lúc hạn hán. Trong một bài nói chuyện của sư cô Hằng Trì gần đây, sư cô có kể chi tiết về một sự việc vào năm 1900 tại chùa Ngọa Long ở Tây An, Trung Hoa, khi Hòa Thượng Hư Vân đã hướng dẫn hơn 1.000 tăng chúng cầu tuyết trong 7 ngày. Tuyết đã thật sự rơi xuống, và khi tuyết rơi xuống thì tất cả các tăng chúng rời đi, ngoại trừ Hòa Thượng Hư Vân vẫn tiếp tục cầu khẩn. Sau 7 ngày nữa thì toàn bộ khu vực bị băng phủ và hạn hán đã hoàn toàn biến mất khi mùa xuân tới. Biết về sự thành công của Pháp hội vào năm 1900 và Pháp hội năm 1977 đã cho chúng tôi sự khích lệ to lớn để tụng chú cầu mưa Long Vương, cùng với lời kêu gọi ban đầu cho những gì cần có ngay bây giờ đã được sửa đổi lại càng nhiều càng tốt. Bất cứ ai có cùng mong muốn cầu mưa đều được hoan nghênh tham gia việc trì tụng này. Mục đích của việc trì tụng này là để giảm thiểu thảm họa trên thế gian này,
và giảm bớt nỗi thống khổ mà chúng sanh đang phải chịu.